vừa ra tù về tội giết người, lại cầm đầu sới bạc quy mô lớn. Vừa chấp hành xong án phạt tù về tội giết người, đối tượng Nguyễn Đình Vinh lại đứng ra tổ chức sới bạc cho hàng chục con bạc tham gia. Các đối tượng tham gia đánh bạc do Nguyễn Đình Vinh cầm đầu. Ngày mùng 8 tháng 2, công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án 2022 vuông, bắt quả tăng 11 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ba cây do đối tượng Nguyễn Đình Vinh, sinh năm 1988, trú tại xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa đứng ra tổ chức. Theo đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày mùng 7 tháng 2, tại tiểu khu Nam Giang, thị trấn Nông Cống, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với công an thị trấn Nông Cống bắt quả tang 11 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ba cây. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 55,6 triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng tham gia sới bạc có nhiều đối tượng hình sự cộm cán, có tiền án. Tiền sự đã tụ tập, tổ chức cho các con bạc đánh bạc. Riêng Nguyễn Đình Vinh là đối tượng đã có tiền án về tội giết người, vừa chấp hành án phạt tù trở về địa phương. Tiếp đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, mùng 7 tháng 2, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với công an phường Quảng Tâm bắt quả tan hai nhóm gồm 13 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức ba cây tại nhà ông Nguyễn Hữu Châu, sinh năm 1962, ở phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa thu giữ tại chỗ số tiền 33,7 triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan. Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 17 đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!